Chúng con cảm ơn Chúa Chào buổi sáng tốt lành ngày hôm nay và xin chúc tụng lời của Ngài trong hai các vua. Chương 21 Chương này nói về sự cai trị độc ác của Manasseh và Amon. Câu 1 Manasseh được 12 tuổi khi người lên làm vua. Điều này có nghĩa là ông được sinh ra trong 15 năm cuối đời của Ezechia. 15 năm bổ sung mà Ezechia đã cầu nguyện để được sống tiếp. 15 năm ra thêm này đã đem lại cho Juda một trong những vị vua tồi tệ nhất nếu vị vua tốt bụng này có thể thấy trước sự gian ác của đứa con bất trị của mình, thì chắc chắn là ông sẽ không muốn khỏi bệnh thà chết không con, còn hơn sinh một đứa con trai như Manasseh là một minh chứng. Người cai trị 15 năm tại Jerusalem, mẹ người tên là Hepzibah. Đây là cả một triều đại lâu dài và độc ác đáng kể. Sự nghiệp lâu dài hoặc tuổi thọ không nhất thiết là bằng chứng về sự ban phước và sự chấp thuận của Đức Chúa Trời một cái cây thoái hóa và cái cây đó thì lại là cây nho thuộc về dòng quý tộc. Manasseh có tên trong biên niên sử trong sử ký của người Assyri, biên niên sử của người Assyri. Ở đó gọi Manasseh là Menasi hoặc là Minse, vua của Jodi là một trong 12 nhà cai trị của Palestine những người đã cống nạp bằng hiện vật cho lãnh chúa của họ. Câu 2 người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo sự thờ phượng gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Manasseh đã bắt chước tội lỗi của cả dân Canaan và dân Israel của vương quốc phía Bắc. Xem hai các vua chương 16 câu 3. Vì Đức Chúa Trời đã phán xét những nhóm người này vì tội lỗi của họ, đuổi họ ra khỏi đất của họ, nên dự kiến sẽ có sự phán xét tương tự đối với Judah không ăn năn, người cai trị 55 năm tại Jerusalem, mẹ người tên là Heph-si-ba. Câu 3. Người sửa xây lại các nơi cao mà Ezecha cha người đã phá hủy. Manasseh phản đối những cải cách của Ezecha cha mình và ông đã đưa Judah trở lại tình trạng thờ thần tượng khủng khiếp. Điều này cho chúng ta thấy rằng sự hối cải, cải cách và phục hưng không phải là những điều kiện thường trực. Những gì được hoàn thành tại một thời điểm có thể bị phản đối và quay trở lại vào một thời điểm khác. Câu 3B. Lập bàn thời cho ba anh dựng hình tượng Asura Giống như của Ahab, vua Israel đã làm. Manasseh không muốn noi gương người cha tiên kính của mình. Thay vào đó, ông bắt trước một trong những vị vua tồi tệ nhất của Israel là Ahab. Ông chấp nhận sự thờ phượng Ba-anh và asura được tôn vinh bằng tượng gỗ do nhà nước bảo trợ giống như sự thờ phượng đánh dấu triều đại của Ahab. Câu 3c. Cúng thờ toàn cơ binh trên trời và hầu việc nọ. Manasseh không chỉ mang lại những hình thức thờ phượng hình tượng cũ, cổ xưa Ông cũng mang đến những hình thức thờ phượng hình tượng mới cho Judah. Vào thời điểm này, đế chế Babylon đang gia tăng ảnh hưởng và họ có sức hút đặc biệt đối với sự tôn sùng chiêm tinh. Manasseh có lẽ đã bắt chước điều này. Câu 4. Người cũng lập bàn thờ trong đền của Đức Giê-hô-va mà Đức Giê-hô-va có phán về đền thờ rằng ấy tại nơi Jerusalem ta để danh ta ngự. Việc Manasseh cho phép thờ thần tượng này vào Judah là đủ tệ hại rồi. Còn tệ hơn nữa, ông đã làm hỏng việc thờ phượng Đức Chúa Trời thật trong đền thờ và biến đền thờ thành nơi đặt bàn thờ thần tượng, kể cả những bàn thờ dành riêng cho sự sùng bái chiêm tinh của ông. Ở trong câu 5, người xây những bàn thờ cho toàn cơ binh trên trời tại nơi hai hành lang về đền thờ của Đức Giê-hô-va. Câu 6, người đưa con trai mình qua lửa, mà sẽ đã hiến tế con trai của mình cho thần Moloch của người Canaan, vị thần được tôn thờ bằng cách nướng sống trẻ em. Câu 6b, tập tành phép thiên văn và việc bói điểm, lập nên những đồng cốt và thầy bói, người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va quá chừng, chọc giận ngài hoài. Manasseh đã mời gọi ảnh hưởng trực tiếp của Satan bằng cách chấp thuận và giới thiệu những pháp thuật huyền bí này. Câu 7 đến câu 8 Còn hình tượng Asira mà người đã làm thì người dựng trong đền thờ mà Đức Giê-hô-va có phán với David và Salomon, con trai người rằng, ấy trong đền này và trong Jerusalem thành ta đã chọn trong các chi phái Israel mà ta sẽ đặt danh ta ngự đời đời. Nếu Israel lo gìn giữ mọi điều ta đã phán dạy Mọi luật pháp mà môi xe tôi tớ ta đã truyền cho chúng nó thì ta chẳng để dân Israel đi siêu lạc ngoài xứ mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Asira đó là nữ thần sinh sản của người Canaan và được tôn thờ thông qua nghi lễ mại dâm, đi điếm. Điều này có nghĩa là Manasseh đã biến ngôi đền thành một nhà chứa, nhà thổ thờ thần tượng dành riêng cho Asira. Những chỗ khác ở trong Kinh Thánh thì gọi sự thực hành mại dâm đền thờ này là bợm vĩ gian. Từ tổng thể rõ ràng, Asira không khác gì thần vệ nữ, tức là Venus. Bản chất của sự tôn thờ của họ là đủ rõ ràng từ việc đề cập đến gái điếm và gái mại dâm. Câu 9. Nhưng chúng nó không nghe, chúng nó bị Manasseh quyến dụ làm gian ác hơn các dân tộc mà Đức giê đã tuyệt diệt khỏi trước mặt dân Israel. Điều này mô tả thái độ cơ bản của người dân Judah trong suốt 55 năm trị vì của Manasseh. Họ không chú ý đến những lời hứa hào phóng của Đức Chúa Trời lời hứa về sự bảo vệ những người vâng lời ngài. Ngoài ra họ còn bị sự gian ác của Manasseh quyến dụ và bị thu hút để làm những điều xấu xa hơn. Ông ta thực sự là một vị vua độc ác, nhưng có lẽ tội lỗi lớn hơn là về phía những người đã sẵn lòng chấp nhận sự dụ dỗ này. Trong hai sử ký chương 33 câu 10 chép rằng Đức Diêu Va phán bảo Manasseh và dân sự người, song chúng không chú ý đến. Đức Chúa Đầy đã nói chuyện với cả dân sự và người lãnh đạo, nhưng họ từ chối lời của Ngài ông đã làm tất cả những gì có thể để làm sai lệch tính đặc trưng của dân tộc và phá hủy hoàn toàn việc thờ phượng đức chúa trời thật và manasseh đã thành công việc quốc gia tuân thủ những cải cách của ezechia thật hời hợt làm sao không có một nhà lãnh đạo thuộc linh mạnh mẽ những người tội lỗi nhanh chóng quay sang những âm mưu xấu xa của riêng họ sự phán xét của đức chúa trời không còn xa nữa đây là sự chuyển đổi của nền văn hóa từ một nền văn hóa thường tôn vinh Đức Chúa Trời sang một nền văn hóa tôn vinh sự thờ hình tượng và vô luân. Nói chung, chúng ta có thể nói điều này xảy ra bởi vì mọi người muốn nó xảy ra. Họ không quan tâm đến hướng đi của nền văn hóa của họ. Câu 10. Đức Diêu Va bèn cậy các tiên tri là tôi tớ ngài mà phán rằng khi các nhà lãnh đạo và nền văn hóa đại chúng đã từ bỏ Chúa, Chúa vẫn có tiếng nói với Judah. Ngài phán qua các tiên tri cho một dân sự không vâng lời ngài. Các nhà tiên tri OC, Joel, Nahum, Habakkuk và Esai. Năm câu sau đây chứa đựng toàn bộ những gì mà các vị tiên tri này đã nói. Câu 11. Vì Manasseh vui Juda đã phạm những sự gớm ghiếc ấy, có làm gian ác hơn mọi điều dân Amorit đã làm trước người cùng quyến dụ Juda phạm tội với hình tượng nó. Đây là một thành tựu đáng kể của cái ác. Người Amorit là một trong số các bộ tộc Canaan đã định cư ở đất hứa trước khi dân Israel chiếm được và họ khét tiếng về nền văn hóa bạo lực vô đạo đức và đổi trụy. Câu 12 Vì cơ đó, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Kìa, ta sẽ giáng trên Jerusalem và trên Judah những tai họa cả thể, đến đỗi phạm ai nghe đến phải lùng bùng lỗ tai. Ở những nơi khác trong cựu ước, chữ lùng bùng lỗ tai là dấu hiệu cho thấy một sự phán xét đặc biệt nghiêm trọng sắp xảy ra. Một Samuel chương 3 câu 11 Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng, này ta sẽ làm ra trong Israel một sự, phạm anh nghe đến, lỗ tai, bắt phải lùng bùng. Jeremy chương 19 câu 3 Người khá nói rằng, hỡi các vua Judah và các ngươi là dân cư Jerusalem, hãy nghe lời của Đức hô va Đức hô va vạn quân, Đức Chúa Đầy của Israel phán như vậy, ta sẽ dáng tai vạn trên nơi này, đến nỗi ai nghe nói cũng phải bùng tai. Câu 13 Ta sẽ răng trên Jerusalem dây đo Samari và căn nhà của Ahab ta sẽ xóa sạch Jerusalem như người ta chùi rửa cái đĩa rồi úp nó xuống sau khi rửa xong. Logic của Đức Chúa Trời rất đơn giản. Nếu Judah khăng khăng bắt chước tội lỗi của vương quốc phía Bắc, thì Đức Chúa Trời sẽ trả lời về tội lỗi tương tự của họ bằng một bản án tương tự. Đức Chúa Trời sẽ làm sạch Jerusalem như người ta chùi rửa cái đĩa rồi úp nó xuống sau khi rửa xong. Và bắt họ phải phục tùng kẻ thù của họ. Việc lau sạch một cái đĩa và úp ngược nó xuống để ráo nước có nghĩa là đất đai bị giảm dân số, Xem trong Jeremy chương 51 câu 34, Nebuchadnezzar, vua Babylon đã nuốt ta, nghiền ta, bỏ ta như bình trống không, nuốt ta như con vật lớn, lấy của ngon ta làm no bụng người, đuổi ta ra khỏi. Câu 14, 15 Ta sẽ từ bỏ phần còn sót lại về sản nghiệp ta, phó chúng nó vào tay thù nghịch chúng nó. Chúng nó sẽ trở thành hóa tài và miếng mồi của họ. Vì chúng nó làm những điều ác trước mặt ta, chọc giận ta từ ngày tổ phụ chúng nó ra khỏi Egypto cho đến ngày nay. Cái chữ từ bỏ mà được dùng ở đây là một từ mạnh mẽ, cấp thiết, được sử dụng để mô tả việc lột da của một con vật. Nó đôi khi được dịch là rũ bỏ. Câu 16. Manasseh cũng đổ nhiều huyết vô tội ra, đến đổi Jerusalem bị ngập từ đầu này đến đầu kia. Lại phủ thêm những tội lỗi người phạm gây cho Judah phạm tội nữa. Điều này đặt Manasseh, vua Judah vào cùng một gia đình thuộc linh với Ahab, vua Israel dưới thời của cả hai vị vua này trong số những vị vua khác dân chúa đã bị bức hại bởi tôn giáo thờ hình tượng được nhà nước bảo trợ mức độ của nó lớn đến mức có thể nói một cách ẩn dụ là đã làm cho jerusalem từ đầu này đến đầu kia đổ đầy máu của các nạn nhân chúng ta thấy sự tiến triển bi đát trong tội lỗi của manasseh thứ nhất việc thờ hình tượng được chấp nhận trong dân sự của đức chúa trời sau đó sự thờ hình tượng được phát huy rồi việc thờ hình tượng được hỗ trợ và được tài trợ rồi khi đó sự thờ phượng đức chúa trời thật bị hủy hoại Tiếp theo, những người thờ phượng Đức Chúa Trời thật bị bắt bớ và bị sát hại. Rốt cuộc, sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ sớm đến. Câu 16 B Và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Theo truyền khẩu, một trong những tội ác do Manasseh làm là sát hại nhà tiên tri Esai. Nhiều người nghĩ rằng Hebrew chương 11 câu 37 ở đây nói là họ bị cưa xẻ, đó là ám chỉ đến sự tử đạo của Esai rồi đổ nhiều huyết vô tội ra có nghĩa là áp bức những người trẻ tuổi vô tội và tin kính hay các vua chương 24 câu 3 đến câu 4. Truyền thống Do Thái chưa được kiểm chứng nói về sự thăng thiên của Esai, nói là Esai đã bị cưa làm đôi dưới triều đại của Manasseh. Câu 17. Các chuyện khác của Manasseh, những công việc người và tội người đã phạm, đây là di sản khủng khiếp của Manasseh, người được sinh ra bởi một trong những vị vua giỏi hơn của Judah. Câu 17b đến 18. Đều chép trong sử ký về các vua Judah. Manasseh ăn giấc với tổ phụ người được chôn trong vườn của đền người, tức trong vườn Usa, à môn con trai người cai trị thế cho người. Ở trong hai sử ký chương 33 câu 11 đến 19 mô tả về sự ăn năn đáng chú ý của Manasseh, bởi vì ông và dân sự của ông không nghe theo lời cảnh báo của Đức Chúa Trời, nên Đức giê va đã cho phép quân Babylon trói vua Manasseh và giải ông sang Babylon làm phu tù. Ở đó, khi gặp hoạn nạn, ông đã cầu xin Chúa, Đức Chúa Đầy của ông và hết sức hạ mình xuống trước Đức Chúa Đầy của tổ phụ ông trong hai sử ký chương 33 câu 12, khi người bị hoàn nạn bèn cầu khẩn, rêu va Đức Chúa Trời của người, vạ mình xuống lắm trước mặt Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Và Đức Chúa Trời đã nhầm lời cầu nguyện của Manasseh và phục hồi ngai vàng cho ông. Manasseh sau đó đã chứng minh rằng sự ăn năn của mình là thật bằng cách cất đi các thần tượng và các thần ngoại bang khỏi Jerusalem. Và ông ra lệnh cho Judah phải phục vụ rêu va Đức Chúa Trời của Israel. Trong hai sử ký chương 33 câu 16, đoạn người sửa sang bàn thờ của Đức Giê-hô-va dâng của lễ bình an và của lễ thù ân tại đó. Người truyền dạy dân Juda phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Đây là một ví dụ tuyệt vời về nguyên tắc hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo khi nó về già cũng không hề lìa khỏi đó. Trong ngôn 22 câu 6. Manasse được nuôi nấng bởi một người cha tin kính, nhưng Manasse đã sống bất chấp đức tin của cha mình trong phần lớn cuộc đời. Tuy nhiên, vào cuối đời, ông đã thực sự ăn năn và phung sự Đức Chúa Trời. Theo cách này, chúng ta có thể nói rằng Manasseh đã yên nghỉ với tổ phụ mình là điều rất đúng. Tuy nhiên, sự ăn năn của ông đã quá muộn để thay đổi một quốc gia. Các cuộc nổi dậy lan rộng dưới triều đại của Onapa hay còn được gọi là Asubanipa, xem trong Ezra chương 4 câu 10, xảy ra từ năm 652 đến 648 trước công nguyên, có thể tạo cơ hội cho việc Manasseh bị triệu đến Babylon và bị bỏ tù. Nếu vậy, việc giải phóng và cải cách sau đó của Manasseh dường như đã quá muộn để có nhiều ảnh hưởng đối với những người, những người sa ngã ngoan cố. Nó cũng không đủ sớm để thay đổi vận mệnh của vương quốc. Nhiều năm sau, khi Jerusalem rơi vào tay người Babylon, tác giả đổ lỗi cho tội lỗi của Manasseh về sự trừng phạt của Judah. Trong hai các vua chương 24, câu 3 đến câu 4. Tai họa này hẳn xảy đến cho Judah bởi mang lệnh của Đức giê đặng cất nước Judah khỏi trước mặt mình vì cớ các tội lỗi Manasseh theo các điều người đã làm lại cũng tại cớ huyết vô tội mà người đổ ra, vì người đã làm cho Jerusalem đầy huyết vô tội thì Đức Giê-hô-va không khứng tha người. Câu 19. Khi Amon lên làm vua, tuổi được 22, người cai trị 2 năm tại Jerusalem, mẹ người tên là Mesulemet, con gái của Harut, cháu của Zoba. Triều đại ngắn bất thường này là một dấu hiệu cho thấy sự ban phước của Đức Chúa Trời không dành cho triều đại của Amon câu 20 đến 22. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va y như Manase cha người đã làm, người đi theo một đường của cha người, hầu việc hình tượng mà cha người đã hầu việc và quỳ lại trước mặt chúng nó. Người lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, không đi theo con đường của Đức Giê-hô-va. Amon đã phạm tội như Manase đã phạm tội mà không có sự ăn năn như Manase đã ăn năn. Có lẽ một trong những nỗi buồn lớn nhất đối với Manase biết ăn năn đó là các con trai của ông và những người khác bị ảnh hưởng bởi tội lỗi của ông và không ăn năn không có một điểm sáng nào trong tính cách của vị vua này để giải tỏa bóng tối trong lịch sử ngắn ngủi của cuộc đời ông. Hai sử ký chương 33 câu 23 Người không hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va như mà xe cha người đã làm, nhưng người càng thêm phạm tội. Plikas nói rằng Amon đã tự làm cứng lòng mình trong tội lỗi theo tấm gương của cha mình, đã phạm tội và cuối cùng đã ăn năn. Vì vậy, Amon đã nghĩ rằng tôi cũng sẽ làm như vậy. Do đó, ông đã sớm bị loại bỏ khỏi thế giới vì sự tự phụ và đã chết trong tội lỗi của mình. Như trong hai sử ký chương 33 câu 23, người không hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va như Manai-se cha người đã làm. Câu 23 và những tôi tớ của Amon mưu phản người và giết người tại trong đền vua. Câu chuyện về mưu và ám sát này nghe giống như thuộc về các vua Israel vậy, chứ không phải chuyện xảy ra tại Judah. Tuy nhiên, khi các vua và dân Judah bắt đầu bắt chước tội lỗi của các nước láng giềng phía bắc bị chinh phục, thì họ rơi vào tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ giống như thời kỳ cuối cùng của lịch sử Israel. Mặc dầu Kinh Thánh không đưa ra lý do cho vụ âm mưu này, nhưng nguyên nhân của nó có thể nằm trong mạng lưới rối ren của các cuộc nổi dậy mà Onaba đã đàn áp từ năm 642 đến 639 và điều đó khiến cho ông hướng sự chú ý của mình sang phương tây. Do đó, cái chết của Amon có thể phản ánh một cuộc tranh giành quyền lực giữa những người đó, những người muốn trung thành với vương miện của người Assyri và những người mong muốn liên kết vận may của Judah với ngôi sao đang lên của Psalmetic, tức là vương triều thứ 26 của Ai Cập. Câu 24. Nhưng dân của xứ giết hết thành những kẻ phản nghịch vua Amon. Đây là một dấu hiệu đầy hy vọng. Cho đến thời điểm này, người dân Judah phần lớn đã khoảng 57 năm dung túng các vị vua hoàn toàn độc ác đã lãnh đạo đất nước trong sự ác độc. Bây giờ có vẻ như họ muốn chính nghĩa và công lý thay vì cái ác mà họ đã phải sống chung bấy lâu nay. Theo một cách nào đó, có thể nói rằng dân tộc Judah đã có những vị vua gian ác này trong hơn 50 năm, vì đó là điều họ muốn. Chúa đã ban cho họ những nhà lãnh đạo mà họ muốn và xứng đáng. Giờ đây, khi người dân trong vương quốc hướng về sự tin kính, Đức Chúa Đầy sẽ ban cho họ một vị vua tốt hơn. Câu 24B đến 26 Và tôn Josiah, con trai người lên làm vua thế cho người. Các chuyện khác của Amon và công việc người làm đều chép trong sử ký về các vua Juda. Người được chôn trong mồ mả người nơi vườn Usa rồi Josia con trai người kế vị người. Dầu Amon bị ám sát, Đức Chúa Trời vẫn chưa cho phép Juda xa vào cùng một hố sâu của tình trạng vô chính phủ mà dân Israel đã chìm vào. Vì hành động công bình của dân trong đất không có sự thay đổi của triều đại và người thờ kế hợp pháp ngay vàng của David đã nhận được ngay vàng đóng góp tích cực duy nhất mà Amon đã làm cho lịch sử của Judah là sản sinh ra một trong những vị vua tốt nhất để trị vì trên ngai vàng của Jerusalem. Cảm ơn Chúa cho những bài học này.